Sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ án sát hại 6 người trong cùng một gia đình tại tỉnh Bình Phước. Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức họp báo công bố thông tin về 2 nghi phạm cũng như một số nội dung khác liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Đại diện Bộ Công an khẳng định đã thu thập đầy đủ chứng cứ, nghi phạm cũng khai nhận toàn bộ quá trình gây án và không thể có oan sai trong vụ án này. Chiều nay, hàng trăm phóng viên của các hãng thông tấn báo chí và người dân đã tập trung về trụ sở Công an huyện Trân Thành để theo dõi thông tin về vụ án. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau hơn 3 ngày thu thập chứng cứ tại hiện trường, khoanh vùng đối tượng, 16 giờ chiều ngày hôm qua, 2 nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ. Chuyên án cơ bản kết thúc cái giai đoạn công tác trinh sát và chuyển sang cái hoạt động tố tụng, và lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 2 hung thủ gây án, thu giữ toàn bộ các tang chứng, vật chứng. Các đối tượng bước đầu đã khai nhận rõ cái hành vi phạm tội của mình. Hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Hải Dương sinh năm 1991, quê ở An Giang, và Vũ Văn Tiến sinh năm 1991, quê tại Bình Phước. Cả hai cùng tạm trú tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương cũng khẳng định chỉ có 2 nghi phạm thực hiện sát hại 6 nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ. Toàn bộ cái lời khai của các đối tượng này phù hợp với diễn biến hiện trường xảy ra vụ án, phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Hung khí gây án là con dao gây án, thì qua lời khai nhận tội, các đối tượng đã khai nhận và đã truy tìm và thu giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ lại 2 con dao gây án, và trên 2 con dao còn có dính vết máu. Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm với nhau nhưng bị gia đình Linh ngăn cấm, nên Nguyễn Hải Dương nảy sinh ý định trả thù. Dương Trụ Tiến cùng thực hiện vụ án này. Cũng theo cơ quan điều tra, do thân quen với gia đình nạn nhân, rạng sáng ngày 7 tháng 7, Tiến và Dương đi xe máy đến cổng nhà ông Lê Văn Mỹ và nhắn tin cho Dương Minh Vĩ là cháu ông Mỹ xuống mở cổng. Dương sau đó đã khống chế và giết Vĩ ngay tại sân gần cổng ra vào. Sau đó, hai nghi phạm này đã đột nhập lên lầu, khống chế Linh và Như. Hai đối tượng này tiếp tục xuống tầng trệt, khống chế ông Mỹ và Quốc Anh, và sau đó là bà Nga, yêu cầu chỉ chỗ để tiền. Sau khi không tìm được tiền, chúng ra tay sát hại cả 3 người này. Tiếp đó, quay lại phòng Linh và Như trên lầu để tìm tài sản, giết luôn Linh và Như. Tổng tài sản bị các đối tượng này lấy là 5 điện thoại, 1 iPad, 1 laptop, 4 triệu đồng và một số đô la. Các vật chứng này đều bị cơ quan công an thu giữ. Cơ quan công an cho biết, cả hai không có tiền án tiền sự, không sử dụng chất ma túy. Ngay sau khi thông tin về 2 nghi phạm được Bộ Công an công bố, người dân hết sức phấn khởi vì vụ án phần nào đã sáng tỏ, làm yên lòng người thân của các nạn nhân. Bắt được những thành phần gây án này thì nói chung là toàn dân hay là bản thân tôi cũng thế, cảm thấy là rất thoải mái. Phải trị cho nó nghiêm trọng cho để làm gương cho những kẻ khác, để làm sao cho từ nay trở đi nó đừng có những vụ án lớn như thế này nữa. Thông tin chính thức được Bộ Công an công bố trong chiều nay về 2 nghi phạm trong vụ án sát hại 6 người cùng một gia đình tại Bình Phước có lẽ là thông tin được dư luận cả nước chờ đợi nhất trong những ngày vừa qua. 6 người trong cùng một gia đình bị sát hại cùng một ngày, và sáng nay cũng là ngày mà người dân ở vùng quê này lặng lẽ tiễn đưa họ trong suốt một chặng đường dài. Chưa vội kết luận là 2 nghi phạm này có phải là hung thủ thật sự hay không, nhưng rõ ràng những tình tiết mà cơ quan điều tra đưa ra không khỏi khiến nhiều người rùng mình và hoang mang, vì sao một thanh niên đã từng là người thân trong gia đình lại có thể ra tay tàn bạo đến như vậy. Căn biệt thự này rồi đây sẽ trở nên vắng vẻ, nhưng có lẽ những gì đã diễn ra tại đây sẽ trở thành một quá khứ khó quên, không chỉ với người dân Minh Hưng nói riêng mà còn là với người dân cả nước.